Học viện Hậu cần công bố điểm sàn và chỉ tiêu xét tuyển năm 2020. Ngày 18 tháng 9 năm 2020, Học viện Hậu cần thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào trường năm 2020 cụ thể như sau. Hội đồng tuyển sinh Học viện Hậu cần thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đào tạo sĩ quan hậu cần cấp quân đội trình độ đại học năm 2020 như sau. Tên ngành Hậu cần quân sự. Thí sinh miền Nam 114 chỉ tiêu, khối A00, A01. Mức độ nhận hồ sơ xét tuyển điểm sàn là lớn hơn hoặc bằng 19 điểm. Thí sinh miền Bắc 261 chỉ tiêu, khối A00, A01. Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển điểm sàn là lớn hơn hoặc bằng 20 điểm. Thí sinh nữ miền Bắc chỉ tiêu 3, tổ hợp xét tuyển A00, A01, điểm sàn lớn hơn hoặc bằng 23 điểm. Thí sinh miền Nam 1 chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển A00, A01, điểm sàn lớn hơn hoặc bằng 21 điểm. Một điểm lưu ý là mức điểm trên bao gồm điểm của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực. Không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có điểm từ 1 điểm trở xuống. Như vậy có thể thấy Học viện Hậu cần tuyển sinh năm 2020 với tổng số 405 chỉ tiêu, trong đó trường dành 4 chỉ tiêu cho thí sinh nữ. Học viện gửi giấy báo nhập học đến thí sinh qua ban tuyển sinh quân sự, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh nơi thí sinh đã đăng ký sơ tuyển. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất về tuyển sinh cũng như là các hoạt động chung của Học viện Hậu cần. Thưa các bạn, là nếu các bạn thấy video hữu ích thì các bạn hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ấn vào nút đăng ký kênh để nhận được những cái video một cách sớm nhất và tạo động lực cho chúng tôi ra nhiều video hơn, có giá trị hơn, hữu ích hơn đối với tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.